Hình xăm ngôi sao là một trong số các hình xăm đơn giản, đang được rất nhiều người ưa chuộng, từ những bạn đam mê về nghệ thuật xăm đến ngay cả những người nổi tiếng. Vậy tại sao hình xăm ngôi sao được đông đảo người ưa chuộng đến vậy nhỉ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ý nghĩa hình xăm ngôi sao nhé! Ý nghĩa của hình xăm ngôi sao là gì? Ngôi sao được ví như sự đại diện của cái đẹp, sự hoàn mỹ. Luôn muốn chinh phục thử thách, chiến thắng bản thân, đạt được những ước mơ của mình. Có rất nhiều hình xăm ngôi sao khác nhau và ý nghĩa của nó cũng rất nhiều. Nói chung, một số thiết kế hình xăm ngôi sao nổi tiếng sẽ mang những ý nghĩa như mong muốn, thành công, may mắn, chinh phục, cân bằng, cá tính, vượt qua những điều khó khăn, thay đổi cuộc sống, đức tin tôn giáo. Như đã thảo luận ở trên, các thiết kế xăm hình xăm ngôi sao là vô hạn. Ý nghĩa mà nó có thể truyền đạt là rất nhiều bộ sưu tập hình xăm dưới đây sẽ gợi ý cho bạn nhiều ý tưởng để bạn vững vàng khoác lên mình một hình xăm ngôi sao dễ thương, cá tính và mạnh mẽ. 1. Hình xăm ngôi sao nhỏ đơn giản dễ thương. Một hình xăm ngôi sao nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn, nó là biểu tượng phổ biến trong nhiều nền văn hóa thế giới và tôn giáo. Với thiết kế nhỏ một phác thảo đơn giản có thể được xăm gần như bất cứ nơi nào trên cơ thể của bạn, từ mắt cá chân đến đằng sau tai. Vì hình xăm nhỏ và đơn giản, khi bạn thực hiện hình xăm cảm giác đau đớn sẽ trôi qua rất nhanh. Có thể thêm nhiều màu sắc cho hình xăm mà bạn mong muốn, như màu đen hoặc vàng đơn giản. Nó tô điểm thêm một chút lấp lánh, phản ánh tính cách của bạn, hoặc chứng minh rằng bạn đã đạt được điều gì đó, có ý nghĩa quan trọng cho cuộc sống. 2. Hình xăm ngôi may mắn. Hình xăm ngôi sao băng còn được gọi là hình xăm ngôi sao may mắn. Thiết kế hình xăm ngôi sao may mắn sẽ gắn liền với bụi sao hoặc những ngôi sao nhỏ xung quanh tạo nên một vệt dài. Bạn cũng có thể thêm màu sắc vào hình xăm ngôi sao may mắn cho nó trở nên đẹp và sinh động, như màu vàng trong sáng hay kết hợp màu cầu vồng cũng rất đẹp và nữ tính. 3. Hình xăm ngôi sao hoa văn. Hình xăm ngôi sao hoa văn thường được thiết kế theo kiểu dáng của bộ lạc hoặc dây leo. Đó là một sự kết hợp rất phong cách và độc đáo. Những hình xăm này thường được thiết kế với màu đen hoặc thêm một ít màu sắc cho hình xăm thêm sinh động. 4. Hình xăm ngôi sao màu tím. Màu tím là sự pha trộn của màu đỏ khốc liệt và hy vọng của màu xanh, do đó nó đại diện cho sự cân bằng của các yếu tố và cảm xúc. Nhưng nó cũng tượng trưng cho mong muốn và nguyện vọng. Vì vậy, màu tím kết hợp cùng ngôi sao duyên dáng tạo nên một hình xăm hoàn hảo cho những điều cân bằng của cuộc sống. 5. Hình xăm ngôi sao và bướm. Bướm thường được xem như một biểu tượng của sự tái sinh. Kết hợp với hình xăm ngôi sao, nó tạo ra một hình ảnh độc đáo, có nghĩa của sự tái sinh và phấn đấu theo mục đích. Hình xăm này thường khá nữ tính về màu sắc và kiểu dáng. Thường được phối với màu xanh, vàng, cam và đỏ. Hình xăm này có thể thiết kế tùy theo kích thước mà bạn mong muốn. 6. Hình xăm ngôi sao và mây. Mây tượng trưng cho nhiều nền văn hóa và thần thoại. Ví dụ, trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, những đám mây như là nhà của các vị thần. Nhiều người ngày nay tin rằng những đám mây bão tượng trưng cho sự may rủi hay nguy hiểm. Tùy thuộc vào những gì bạn muốn các đám mây thể hiện, do đó thiết kế hình xăm ngôi sao với đám mây sẽ có nghĩa với nhiều điều khác nhau. Ví dụ, một thiết kế kết hợp các ngôi sao trên bầu trời với những đám mây mùa bão cho thấy bạn đã trải qua những thời điểm khó khăn để đạt được mục đích của mình. 7. Hình xăm ngôi sao và bông hoa. Hoa đại diện cho sự tăng trưởng và phát triển, do đó việc kết hợp hình xăm ngôi sao với hoa mang thêm phần ý nghĩa. Ngôi sao thường được sử dụng để đại diện cho các mục tiêu và nguyện vọng. Vì vậy, việc kết hợp hai hình xăm này lai mang một ý nghĩa mới về sự phát triển của bản thân và hướng tới mục tiêu mà bạn đang theo đuổi. Chẳng hạn như hoa ly thể hiện khả năng sinh nở ở các nền văn hóa Hy Lạp cổ đại. Do đó, thiết hình xăm ngôi sao với hoa ly đại diện cho người phụ nữ và con cái của họ. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loài hoa nào mà bạn nghĩ phù hợp nhất với tính cách của mình. Nó cũng có thể lớn hoặc nhỏ tùy theo sở thích và khả năng của bạn. 8. Hình xăm ngôi sao và trái tim. Hình xăm trái tim và ngôi sao là một kết hợp rất thú vị, mang ý nghĩa tích cực, tình yêu và dễ thương. Nếu bạn muốn giữ hình xăm của mình đơn giản và nhỏ bé, chỉ cần phác thảo trái tim và ngôi sao chồng lên nhau hay xen vào nhau, đó là ý tưởng khá tuyệt. Một ý tưởng thiết kế khác của hình xăm ngôi sao trái tim là một nửa là trái tim, còn một nửa kia là các ngôi sao nhỏ. 9. Hình xăm ngôi sao và nốt nhạc. Hình xăm nốt nhạc khá phổ biến, nhưng nếu bạn đang muốn tìm kiếm một điều gì đó khác biệt, hãy thử kết hợp hình xăm ngôi sao vào thiết kế của bạn. Bạn có thể tạo ra ý tưởng như trích một đoạn bài hát mà bạn yêu thích kết hợp cùng với các ngôi sao xung quanh. Khá hay, nó là một ý tưởng tuyệt vời thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật âm nhạc, và ngôi sao có nghĩa là may mắn đạt tới mục tiêu mà bạn mong muốn mình trở thành. Một số mẹo để hình xăm ngôi sao trở nên đẹp hơn. Nếu chỉ xăm một ngôi sao lên cơ thể thì sẽ khiến cho hình xăm rất đơn điệu. Hình xăm này chỉ phù hợp với những bạn thích đơn giản, còn với những bạn thích khác lạ, phá cách một tí bằng cách điểm thêm một số họa tiết lồng vào ngôi sao như những đường nét gạch chéo hay những hoa văn nhỏ. Ngôi sao hay gắn liền với mặt trăng, vì thế có kết hợp với mặt trăng cũng có thể kết hợp với cả một dãy ngân hà. Đó là một số mẹo khiến hình xăm của bạn trở nên đặc biệt, thu hút người đối diện hơn. Tóm lại, hình xăm ngôi sao là một ý tưởng hay cho cả nam và nữ, hoàn hảo cho hình xăm đầu tiên của bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng thiết kế một ngôi sao nhỏ hoặc toàn bộ tròn sao. Sự lựa chọn là của bạn. Dù phong cách nào bạn chọn, hãy nghĩ đến việc kết hợp các hình ảnh khác vào hình xăm ngôi sao của bạn, chẳng hạn như những hình ảnh được thảo luận, nhằm nâng cao ý nghĩa và làm cho nó trở nên độc đáo.